hoặc không ưa thích. Khi vào bữa cơm gia đình, khi mẹ gấp thức ăn cho bé nhưng mà có một món bé không thích thì bé sẽ làm gì? Thứ nhất, bé từ chối không ăn. Thứ hai, bé gấp sang phần của mẹ. Thứ ba, bé ăn bình thường. Con có hiểu chưa con? Con chọn câu số 1. Rồi, con chọn câu số 1. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Huấn Bảo. Rồi, Huấn Bảo chọn sao nè? Con chọn câu số 3. Đó là? Ăn bình thường. Ôi, cảm ơn con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Ngọc Hân nào. Con chọn câu số 1. Đó là? Con từ chối. Vậy hả? Như vậy thì bây giờ chúng ta cùng chờ đón các quý vị phụ huynh trở lại với trường quay. Chúng ta sẽ bắt đầu câu đầu tiên với mẹ Bích Ngọc. Thưa chị, tất cả các cháu đều thích đi đến chơi ở đằng công viên. Vậy thì theo những việc mà cháu vẫn thường làm á, thì chị đoán là khi đến công viên vui chơi thì cháu sẽ thích chơi cái gì hơn? Thứ nhất là cháu sẽ thích chơi những trò chơi miễn phí với xích đu và cầu tuột, tức là những trò chơi mà có sẵn trong công viên thì cháu chơi. Thứ hai là cháu thích chạy nhảy trên thảm cỏ. Và thứ ba là cháu chơi những trò chơi mà phải mua vé đó chị. Thì chị sẽ chọn cái gì ạ? Dạ, theo mình nghĩ thì cháu sẽ chọn cầu tuột ạ. Nhưng mà nãy cháu chọn là đã chơi những trò chơi mua vé đấy ạ. Thế rồi cô Quỳnh Hương hỏi chứ con thích nhất là trò chơi nào trong số mấy trò chơi mua vé đó, cái con nói cầu tuột. Cái cô Quỳnh Hương mới hỏi bây giờ con phải quyết định là cầu tuột mới tốn tiền, nó nói cầu tuột. Cho nên 50 điểm đầu tiên dành cho gia đình của mình. Chúng ta đến với lại ý kiến của ba Tấn Ngà. Anh chọn như thế nào ạ? Dạ, thầy nghĩ là bé Ngọc Thơ sẽ thích trò chơi mua vé. Vậy là cô Quỳnh Hương biết rồi, hồi nãy là tại vì Ngọc Hân nghe Huấn Bảo nói là chơi cầu tuột, cho nên là Ngọc Hân nhớ lại hồi mẫu giáo Ngọc Hân cũng thích chơi cầu tuột, phải không? Cho nên Ngọc Hân nói là cầu tuột và chưa trùng khớp ý, chưa ghi được điểm cho câu đầu tiên. Xin mời mẹ Phấn ạ. Dạ, thưa chị, theo tôi thì bé thích chạy nhảy trên thảm cỏ. Vậy hả chị? Vậy mà có một trò chơi bé thích hơn nữa, đó là trò chơi máy bay. Mà chơi máy bay là phải mua vé rồi mới được leo lên cái máy bay xoay vòng vòng. Cho nên là chưa có trùng khớp và chưa ghi được điểm ạ. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ ba Tấn Ngà. Thưa anh, chiều cao hiện nay của cháu là bao nhiêu ạ? Cháu có biết không? Đây là một câu hỏi mở. Dạ thưa chị Quỳnh Hương, thì bé Ngọc Thơ biết chiều cao của bé ạ. Đó là bao nhiêu ạ? Dạ chiều cao của bé là 1 thước 2. 100 điểm dành cho gia đình của con. Đó. Mời mẹ Phấn ạ. Thưa chị, theo là cháu biết ạ. Dạ, cao bao nhiêu ạ? 1m25 ạ. Cao hơn bạn Ngọc Hân đúng không? Con không có nói là bao nhiêu, con nói 25,5 kg. Xong cô Quỳnh Hương nói cái đó không phải là chiều cao, cái đó gọi là cân nặng. Nói chiều cao đi con. Cháu nói 25,5 kg. Cho nên rốt cục lại là chưa trùng khớp ý với mẹ và chưa ghi được điểm. Xin mời ý kiến của mẹ Bích Ngọc. Dạ thưa, cái này thì cháu nó không biết. Nó hời hợt lắm cô. Trùng khớp ý và 100 điểm. Chúng ta đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ mẹ Phấn ạ. Ban nãy thì các cháu đã được xem một đoạn video clip. Nội dung của nó như thế này. Vào bữa cơm gia đình, khi mà mẹ lấy thức ăn, mẹ bỏ vô chén của bé đó mà trúng cái món mà bé không có được thích lắm, thì bé sẽ làm gì nếu mà căn cứ theo cá tính của bé? Thứ nhất là bé sẽ vẫn ăn bình thường. Thứ hai là bé sẽ gấp trả lại cho mẹ. Và thứ ba là bé từ chối, bé không ăn. Mời mẹ Phấn. Bé sẽ ăn bình thường ạ. Thế ạ? Bé sẽ ăn bình thường. Chưa trùng khớp và cũng chưa ghi được điểm cho câu hỏi này. Chúng ta nghe ý kiến của mẹ Bích Ngọc ạ. Thường thì cháu sẽ gấp trả lại con. Gấp trả lại cho mẹ, dạ. Chuyện này đã xảy ra chưa ạ? Dạ, xảy ra thường lắm. Ví dụ như những món gì mà cháu sẽ gấp trả lại ạ? Chẳng hạn như là mấy cái món canh, canh bí rồi cháu không thích ăn. Dạ. Con Kề Bảo. Con Bảo ơi, sao mặt con tâm trạng quá vậy? Hồi nãy con nói con ngoan lắm mà. Con khai ngoan lắm mà, con nói con vẫn ăn bình thường cô ạ. Cho nên chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Không sao, xin được mời ba Tấn Ngà. Chị Quỳnh Hương thì bé Ngọc Thơ sẽ gấp trả lại cho ba mẹ. Bé sẽ gấp trả lại cho ba mẹ. Con ơi, con thấy
con được đưa đến công viên nào chơi con có biết không? Không. Không hả? Thôi không sao. Cái quan trọng không phải là công viên nào mà là câu hỏi sau đây chị Xuân Nghi sẽ đọc cho con nghe nè. Khi mà đến công viên chơi thì em thích được làm gì? Thứ nhất là em sẽ thích chạy nhảy trên thảm cỏ. Còn thứ hai, em sẽ thích chơi mấy cái trò miễn phí giống như là cầu tuột, xích đu miễn phí á. Còn thứ ba là em thích chơi mấy cái trò chơi mà phải có vé. Dạ có vé. Con thích nhất là trò chơi nào vậy? Dạ cầu tuột. Cầu tuột không có tốn tiền. Vậy là giờ con chọn là trò có vé hay là trò cầu tuột? Dạ chọn cầu tuột. Quyết định vậy nha, không có thay đổi nữa nha. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Ngọc Hân xem sao. Con thì sao? Con chơi cầu tuột. Rồi, cảm ơn con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Minh Tâm xem sao. Minh Tâm. Máy bay. Máy bay là tốn tiền hay là không tốn tiền? Mua vé mới đi được máy bay phải không con? Mình bay một vòng xung quanh vậy mà phải không? À, cô Quỳnh Hương biết rồi. Cảm ơn con. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Ngọc Hân. Rồi, bây giờ có một cái điều rất là thú vị nè. Con nghĩ là con như vậy là con cao hay con bình thường hay là con hơi thấp một chút nè? Con hơi thấp một chút. Vậy hả? Vậy thì chiều cao của em hiện giờ là bao nhiêu? Con cao 1m2. Wow, 1m2. Cảm ơn con. Đây là câu hỏi chính của con đó. Chiều cao của con là 1m2 phải không? Dạ. Cảm ơn con. Xin mời bé Minh Tâm nào. 25,5 kg. À, 25,5 kg hả? 25,5 kg là cân nặng. Cân nặng con, còn chiều cao tức là mình cao hay mình thấp á. Con có biết không? Vậy là con không biết ha. Cảm ơn con, 25,5 kg là cân nặng con ạ. Chúng ta đến với ý kiến của bạn Huấn Bảo nè. Con cao bao nhiêu con? Không biết nhìn hả? Nhìn bạn Ngọc Hân kìa. Con không biết phải không? Dạ. Rồi, con sẽ không biết, cảm ơn con. Chúng ta đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này bắt đầu từ bé Minh Tâm. Câu hỏi này được thể hiện dưới dạng video clip. Xin mời các bạn cùng nhìn lên màn hình. Chà, giỏi quá ha. Đang dọn cơm ha. Dạ. Rồi bà ngoại kêu xuống đây ăn cơm rồi. Bà ngoại đi đâu rồi? Dạ, bà ngoại nói là bà ngoại quên mua ớt. Bà ngoại chạy ra ngoài mua ớt. Chút xíu về liền. Bữa nay bà ngoại nấu cái món gì bộ cầu kỳ dữ ha. Con không biết nữa. Bà ngoại nói là cái món này phải chấm muối ớt mới đúng kiểu. Chấm với muối ớt? Dạ. Không phải cho ngoại ăn ổn. Mà không có lý. Ông không biết món gì không? Dạ không nữa. Bà ngoại nói bữa nay con qua chơi bà ngoại sẽ đãi cho con một món đặc biệt. Bà ngoại biểu con đoán mà con đoán hoài không có ra. Thời mày đoán cái gì mà nó nắp đầu là biết liền gì đâu. Ơi! Không được. Con hứa với bà ngoại rồi là không được mở ra coi chú. Không được mở ra coi. Dạ. Dễ thôi, để ông thử biết liền. Bà ngoại làm gì vậy ông ngoại? Thôi thôi, nổi da gà, ứa nước mắt luôn con ơi, rùng mình luôn con ơi. Ông ngoại biết món gì không ngoại? À. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cà ri gà. Món đó là món khoái khẩu của ông ngoại luôn à. Thì đồng ý món khoái khẩu, mà bữa nay lên thăm mấy cô, mấy cậu, mấy gì con. Ai cũng biết món khoái khẩu của ông cho nên đãi cà ri gà. Ăn riết bây giờ ra, con thấy không? Ông ngoại giống con ghê á. Trời trời, mày. Thiệt á, mấy ngày nay liên tiếp nha, ngày nào con cũng ăn cà ri gà. Trong lớp á nha, thì ăn cơm với cà ri gà. Chiều ăn sinh nhật bạn cũng ăn cà ri gà. Hôm qua mẹ nấu cho con cà ri gà con ăn. Bữa nay mà bà ngoại làm cho con ăn nữa chắc con xỉu luôn á. Con không được nói vậy nha. Công trình bà ngoại bây giờ thức khuya dậy sớm để mà đi chợ rồi nấu nướng, nấu một cái món ăn đãi ông cháu mình. Cho dù con không thích con cũng không được thái độ như vậy, nghe chưa? Nhưng mà bữa nay con ăn cà ri gà không nổi. Thôi mà giỏi không ăn, nhiều mày ăn ít có gì ông phụ cho. Ông ngoại hứa nha. Hứa. Trời, hai ông cháu dọn chén xong rồi đó hả? Dạ. Ba chén ba người. Cô Biên. Dạ. Con đoán thử á, bữa nay bà đãi món gì nè? Dạ, con chịu thua luôn, đầu hàng luôn. Món chi vậy bà? Mà món đó món gì vậy bà ngoại? Món khoái khẩu của hai ông cháu. Cà ri gà. Ngon quá. Ngon lắm. Đấy thì á, cà ri gà chấm muối ớt. Đưa ba lần ạ.
ba lần. Dạ. Đó là lần gì nào ạ? Dạ, sáng ngủ dậy và ăn cơm trưa và tối trước khi đi ngủ. Dạ, cảm ơn mẹ Bích Ngọc. Chúng ta còn câu hỏi cuối cùng bắt đầu từ mẹ Phấn nha. Ở trong nhà của mình thì căn phòng nào là rộng nhất trong nhà? Ở nhà thì chỉ có ở dưới đất và ở trên lầu, mà theo là bé là bé thích là phòng của ba mẹ. Cảm ơn chị. Mời mẹ Bích Ngọc. Dạ, phòng của mẹ. Phòng của mẹ. Dạ. Xin mời ba Tấn nha. Dạ thưa chị, là phòng của bé Ngọc Thơ rộng nhất. Phòng của bé là rộng nhất trong nhà. Dạ. Rộng hơn cả phòng của ba mẹ luôn. Dạ, phòng của bé là chung với ba mẹ. À, phòng của bé với mẹ là chung. Dạ. Thế còn phòng khách thì sao ạ? Phòng khách cũng không rộng bằng ạ. Dạ không. Dạ rồi, cảm ơn ba Tấn nha. Chúng ta cùng chào đón ba em bé trở lại với trường quay. Cô Quỳnh Hương muốn hỏi bạn Huấn Bảo là con có biết đi siêu thị là sao không? Con có biết siêu thị không? Con có thích được đi siêu thị không? Dạ thích. Rồi, nếu mà con được dẫn đi siêu thị thì con sẽ thích được ai dẫn đi siêu thị nè? Dạ mẹ. Vậy hả? À, con vì sao con thích mẹ dẫn đi siêu thị? Hả? Xong trả lời. Mẹ có mua cho con không? Dạ có. Có hả? Vậy mà mẹ nói là mẹ khó khăn lắm, mẹ không có mua đồ cho con như là ba đâu. Cho nên là hai mẹ con chưa trùng khớp ý với nhau và chưa ghi được điểm cho câu hỏi này. Bé Ngọc Hân, nếu con được dẫn đi siêu thị, con sẽ thích được ai dẫn đi? Dạ, con thích ba mẹ. Cả hai người luôn hả? Dạ. 100 điểm dành cho gia đình của con. Chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Minh Tâm. Minh Tâm, con thích được ai dẫn đi? Dạ ba mẹ. Ba mẹ luôn hả? Thế rủi ba bận rộn quá thì sao, mẹ đưa một mình có được không? Dạ được. Thế mẹ bận rộn quá rồi một mình ba dẫn đi có được không? Dạ. Không chịu hả? Phải nãy con nói là mẹ dẫn đi là được rồi, cho nên là vẫn chưa trùng khớp ý và chưa ghi được điểm cho câu hỏi này. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Ngọc Hân. Con có nhớ là một ngày con đánh răng mấy lần không con? Thứ nhất là nhiều lần trong ngày, thứ hai là hai lần trong ngày, thứ ba là chỉ một lần thôi. Dạ, chỉ có một lần thôi. Một lần thôi hả? Đó là vào lúc nào? Dạ, buổi tối. Buổi tối thôi hả? Còn sáng thức dậy không có cần đánh răng dạ, hả? Dạ không. Thiệt luôn hả? Vậy con có dám đi gần ai không? Dạ dám. Vậy hả? Vậy cô Quỳnh Hương nói cho nghe nha. Mình nên đánh răng thêm một lần nữa buổi sáng. Cái quan trọng nhất là đánh răng buổi sáng con ha. Rồi tại vì sau một đêm ngủ dậy mình phải đánh răng, mình mới hơi thở mình mới thơm tho được. Hứa với cô Quỳnh Hương không? Dạ hứa. Chắc là con có đánh răng hai lần mà con quên á. Cho nên nãy ba nói là đánh răng hai lần, và như vậy là chưa trùng khớp ý kiến của ba và chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Bé Minh Tâm, một ngày con đánh răng mấy lần con nhớ không? Nhiều lần. Nhiều lần đúng không? Tặng cho con 50 điểm, chúc mừng con. Xin mời bé Huấn Bảo. Còn con thì đánh răng ngày mấy lần? Dạ 3 lần. Ủa nha, 50 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng con. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này bắt đầu từ bé Minh Tâm. Minh Tâm cố lên nha con, ráng ghi điểm câu này coi nè. Con nhìn lại coi trong nhà mình đó ha, cái căn phòng nào theo con là rộng nhất nha? Phòng của con. Nãy mẹ nói là phòng ba mẹ rộng hơn, cho nên cũng chưa ghi được điểm cho câu hỏi này. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Huấn Bảo nè. Phòng nào rộng nhất nhà con? Phòng ai nào? Nói đại đi con. Hiểu không mẹ? Con biết không? Câu đó là trùng khớp với mẹ và sẽ ghi cho con 100 điểm, chúc mừng con. Ngọc Hân, cố lên con. Sao nè? Dạ, phòng ba mẹ. Nãy ba nói là phòng của con, và con và mẹ riêng một phòng. Thì bây giờ con lại nói là phòng ba mẹ, cho nên là chưa có trùng khớp ý với nhau và như vậy là chưa ghi được điểm cho câu hỏi này. Kết thúc cả hai vòng chơi, bé Xuân Nghi sẽ công bố cho chúng ta biết số điểm của cả ba gia đình. Kết thúc cả hai vòng thi, gia đình bé Minh Tâm ghi được 50 điểm.
gia đình bé Ngọc Hân ghi được 200 điểm. Như vậy cả hai gia đình sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ nhận được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bé Huấn Bảo ghi được 300 điểm sẽ nhận được 2 triệu đồng tiền thưởng và bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng gia đình em. Mỗi gia đình khi đến đây chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Ajinon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra thì chú heo Ajinon rất là dễ thương này cũng sẽ theo chân ba bạn nhỏ về nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đến đây. Cảm ơn cả ba gia đình cùng đến đây chơi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là những hoạt động của các bé trai. Trong vòng 30 giây thì hai mẹ con của bé Huấn Bảo sẽ chọn những hoạt động nào con thích làm, con thường làm hơn, đặt ở ô số 1, số 2 và số 3. Còn những hoạt động nào mà em không thích bằng thì em để ở ô số 4 và số 5. Trong khi mà em để hết xong tất cả các ô này rồi á, thì em sẽ chạy lên kia và dùng những hành động cử chỉ của mình diễn tả cho mẹ biết, để mẹ có những cái ô trùng khớp với em và hai mẹ con sẽ ghi được điểm nha. Một ô hình giống nhau, hai mẹ con sẽ ghi được 500.000 đồng tiền thưởng. Hai ô hình giống nhau, 1 triệu đồng. Ba ô hình giống nhau, 1.500.000 đồng. Và bốn ô hình giống nhau, điều đó đã có nghĩa là toàn bộ số hình giống nhau. Hai mẹ con sẽ có thể ghi được đến 5 triệu đồng tiền thưởng qua vòng chơi này. Chúc hai mẹ con may mắn. Bây giờ là bộ hình dành cho con và bộ hình dành cho mẹ. Con xem qua hết 5 cái đi con. Mẹ cũng xem qua hết 5 cái đi ạ. Em biết diễn tả chưa? Cái nào em thích thì cho nó dễ. 1, 2, 3, bắt đầu. Nữa. Nhanh lên rồi. Con ra con tả cho mẹ đi con. Một ơi đừng chạy qua con. Một cái này thôi. Rồi nhanh lên. Rồi. Cái thứ hai nhanh lên, cái thứ hai. Ba. Cái thứ hai nè. Ba con. Cái số 3. Xem nào. Bé Huấn Bảo rất là thích là trò chơi nghịch cát. Nghịch cát. Thứ hai là chơi bóng. Chơi bóng. Thứ ba là đuổi bắt bướm. Wow. Xem nào. Rồi. Và như vậy thì hai mẹ con đã có hai ô hình giống nhau và tổng số tiền thưởng qua trò chơi này đó là 3 triệu đồng. Và chương trình sẽ dành tặng cho em và hai bạn cùng chơi một cái áo có chữ bí mật gia đình rất là dễ thương này. Xin mời cả hai gia đình còn lại cùng vào và chia sẻ niềm vui với các em. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình bí mật